Xin kính chào tất cả quý vị của kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Và nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like, nhấn nút đăng ký kênh cho Cali. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với mình từ bao lâu nay. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về vấn đề văn nghệ sĩ. Cali thì cũng có chút xíu máu văn nghệ, cho nên hay cập nhật những tin tức thời sự và những tin tức về nghệ sĩ. Và lên đây cùng chia sẻ đến với tất cả quý vị. Và hôm nay thì xin được chia sẻ đến vấn đề của nghệ sĩ Ngọc Đáng. Gần đây thì có một cái thông tin cũng không mấy gì vui. Nếu mà chúng ta không nói là một cái chuyện làm cho nhiều người thắc mắc, là cái số tiền mà những người đến viếng nghệ sĩ Ngọc Đáng khi mà cô qua đời đó, thì cộng lại số tiền tích lũy của cố ca sĩ và số tiền mà của tất cả anh em nghệ sĩ cũng như là những người thương mến nghệ sĩ Ngọc Đáng đến viếng trong cái ngày đám tang đó, thì sau khi trừ này khi nọ thì còn được hơn 40.000 đô. Nhưng mà bây giờ có ở Việt Nam thì có một số người ta lên tiếng rằng số tiền đó hai người con của cố ca sĩ vẫn chưa nhận được. Cho nên Philip Nam và Tuấn Châu phải lên trên mạng và nói rõ cái số tiền đó như thế nào để chúng ta được biết rõ. Và Tuấn Châu cũng có nói một cái câu mà làm rất là ấn tượng, là cái số tiền mà người sống gửi cho đó mình còn ngại giữ nữa. Chứ đừng nói chi là số tiền của người đã khuất. Cái câu này thì nói như vậy để cũng để cho tất cả được hiểu rằng đừng có nghĩ lầm hoặc hiểu lầm về Philip Nam và Tuấn Châu. Và bây giờ chúng ta cùng chia sẻ vấn đề này trên một tờ báo ở hải ngoại nha quý vị. Hai con nghệ sĩ Ngọc Đáng chưa nhận được hơn 40.000 đô, nhóm nghệ sĩ tại Mỹ lên tiếng. Vâng, đây là hình ảnh mà Tuấn Châu và Philip Nam đang giải bài vấn đề này. Cái câu hồi nãy á, cái câu này nè, tôi nói thật, giữ tiền của người khác đã khó, giữ tiền của một người đã khuất để chuyển lại cho gia đình họ còn khó hơn. Câu nói này là câu nói của Philip Nam chứ không phải là của Tuấn Châu. Kính thưa quý vị, như đã biết, sau khi cố nghệ sĩ Ngọc Đáng qua đời, vợ chồng nghệ sĩ Philip Nam và Cẩm Thu và nghệ sĩ Tuấn Châu đã đứng ra lo liệu đám tang cho bà. Cách đây hơn một tuần, sau khi đám tang hoàn thành, chú Toàn, nghệ sĩ Philip Nam đã công bố toàn bộ sao kê số tiền. Theo đó thì tổng số tiền viếng nhận được từ đồng nghiệp, khán giả và người thân bên Mỹ là 59.121 đô, cộng với số tiền nghệ sĩ Ngọc Đáng tiết kiệm khi còn sống là 27.000 đô. Sau khi trừ đi tiền lo liệu đám tang là 41.808 đô, số tiền còn lại là 44.386 đô theo nghệ sĩ Philip Nam. Toàn bộ số tiền này sẽ được gửi về cho hai con của nghệ sĩ Ngọc Đáng tại Việt Nam, anh khẳng định. Ở bên Mỹ này, không ai đủ tư cách để giữ số tiền này. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, hai con nghệ sĩ Ngọc Đáng vẫn chưa nhận được số tiền trên, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Và kính thưa quý vị, chính vì vậy, trong lễ cúng 49 ngày nghệ sĩ Ngọc Đáng mới đây, nghệ sĩ Tuấn Châu đã lên tiếng. Tôi và anh Philip Nam đã chia sẻ, sẽ gửi toàn bộ số tiền còn lại sau đám tang về Việt Nam cho hai con chị Ngọc Đáng. Nhưng có sự chậm trễ, tuy nhiên số tiền đó vẫn còn nguyên. Tôi xin thông báo cho tất cả các anh chị em bên Việt Nam là như vậy. Chỉ còn một vài ngày nữa thôi, sau khi hồ sơ, thủ tục
được hoàn toàn xong xuôi, tiền sẽ chuyển về Việt Nam ngay. Nghệ sĩ Philip Nam cũng trình bày, toàn bộ số tiền còn lại có bao nhiêu tôi đã thông báo trên đài và kênh YouTube cá nhân. Đến ngày hôm nay, số tiền vẫn chưa chuyển đi được vì ngân hàng tại Mỹ vẫn thiếu một vài thông tin của con chị Ngọc Đáng nên chưa hoàn tất được thủ tục. Ở Mỹ này, theo mình biết, quý vị, khi các bạn chuyển tiền, đừng nói chi là từ bên Mỹ về Việt Nam, từ vợ qua chồng thôi, mà nó chỉ sai một chút xíu thủ tục thôi, hay con số hay giấy tờ gì chút xíu thôi, họ cũng không chuyển cho mình đâu. Phải làm đúng thủ tục nha các bạn, tại vì họ sẽ chịu trách nhiệm. Và Philip Nam đã tiếp tục nói như thế này: tôi đã nhờ một người quen ở Sài Gòn đến gặp riêng con chị Ngọc Đáng tại nhà để xin mã số ngân hàng cũng như những thông tin còn thiếu. Khi có mã số đó, tôi sẽ gửi ngay tiền về cho con chị Ngọc Đáng, không mất đi một đồng nào, chỉ là hơi chậm trễ một chút thôi. Bên này, ngân hàng rất kỹ, chỉ cần thiếu một con số, một thông tin là họ sẽ không bao giờ chuyển đi. Đúng, cái đó là hồi nãy cũng như Cali Sài Gòn đã trình bày. Tôi nhắc lại, tiền chưa chuyển đi được vì thiếu thông tin phía con chị Ngọc Đáng bên Việt Nam, chứ không phải chúng tôi muốn giữ số tiền này để làm gì. Tôi nói thật, giữ tiền của người khác đã khó, giữ tiền của người đã khuất để chuyển lại cho gia đình họ còn khó hơn. Mong mọi người thông cảm cho chúng tôi không bao giờ muốn giữ tiền này dù một ngày hay hai ngày. Tiếp đó, Philip Nam thông báo thêm, tôi cảm ơn các anh chị nghệ sĩ đã tới dự cúng thất chị Ngọc Đáng trong suốt 7 tuần qua tại Tây Phương tỉnh xá. Trong thời gian tới, bàn thờ của chị Ngọc Đáng vẫn tiếp tục được để tại Tây Phương tỉnh xá trong 2 năm liền. Bạn bè, khán giả hoặc anh chị em nghệ sĩ gần xa, nếu muốn tới thăm chị Ngọc Đáng, có thể đến đây thắp cho chị nén hương. Sư thầy rất khoan hỷ cho để bàn thờ chị Ngọc Đáng tại đây trong 2 năm tới. Nhóm cổ nhạc Phương Nam chúng tôi cũng đến đây hàng tuần để lo hương quả cho chị Ngọc Đáng. Đó là công việc của chúng tôi tiếp tục làm. Vâng, đó là tất cả những gì mà Philip Nam trình bày với lại những người mà đang còn thắc mắc á. Ở đây thì chúng ta không nêu lên ai thắc mắc, thì họ cũng đã trình bày rồi. Vì còn một thiếu một số thông tin và mã số của ngân hàng, cho nên ngân hàng bên đây họ không chịu chuyển. Bây giờ đợi chừng nào đầy đủ giấy tờ hợp pháp, có mã số của ngân hàng rồi, thì việc chuyển tiền chỉ trong tích tắc mà thôi, không quý vị ha. Nói thì cái giữ tiền người đã khuất, nó cũng ai mà dám giữ đâu các bạn ấy, cũng không ai dám làm cái chuyện mà trái với lại đạo nghĩa đâu. Mình tin tưởng Philip Nam và Tướng Châu khi họ đã lên tiếng như vậy. Nghệ sĩ Ngọc Đáng là một nghệ sĩ rất dễ thương. Mình cũng có làm việc với lại cô một lần. Không biết mình kêu bằng cô hay bằng chị. Hay bây giờ mình kêu bằng chị cho nó dễ dàng hơn quý vị ha. Tại vì họ lúc đó có lúc mình kêu bằng cô, có lúc mình kêu bằng chị. Thôi bây giờ kêu bằng chị đi, trong giới nghệ sĩ thường thường là chúng ta xưng hô với nhau như vậy. Mình có hợp tác với lại chị Ngọc Đáng một lần. Tại vì kỳ đó mình có mời làm một cái show giọng cổ, nhưng lần đó thì không có được thành công. Mình nhớ rằng cái show đó thì có... để coi mình nhớ cái ai ta. Hôm đó thì hình như là có Vũ Luân. Vâng, có Vũ Luân nè. Hôm đó có Vũ Luân, mà Vũ Luân thì là từ một cái bầu show khác. Còn chị Ngọc Đáng, rồi thêm cái gì nè, tự nhiên lâu quá, mười mấy năm rồi mình quên. Có Tuấn Hải. Tuấn Hải ca giọng cổ đó nha, chứ không phải là ca nhạc nha. Rồi cũng có một số anh em nghệ sĩ ở Los Angeles lên đây. Trong một cái nhà hàng, mình còn nhớ nhà hàng đó, nhà hàng gọi là T&B Restaurant, nằm ở trên lầu. Vâng, hôm đó thì show không có thành công, mà mấy anh chị rất là dễ thương. Hôm đó mấy anh chị lái xe từ ở dưới Los lên trên đây luôn. Có Ngân Linh nữa, Ngân Linh bây giờ vẫn còn hát ở dưới.
Nói bầu show Lưu Vĩnh Hạ thì mấy nghệ sĩ đó chắc biết hết. À thì hôm đó mình còn có nhớ show thất bại rồi cái mình cũng còn hỏi một câu bây giờ show đến lúc mà trả tiền đó thì mấy người nghệ sĩ cải lương hay lắm các bạn ơi, họ có tình có nghĩa, nói show thì không được khá, họ trả nhiều cũng được. Mình còn nhớ lúc đó mấy anh em nghệ sĩ trả sao cũng được. Thì anh em nghệ sĩ có bớt mình một người phần. Thường thường bầu show với lại nghệ sĩ với ca sĩ giống nhau vậy đó, thì cá nhờ nước, nước nhờ cá. Mình tổ chức show thì ca nhạc sĩ nghệ sĩ cũng nhờ bầu show mới có show để đi. Thì bầu show cũng nhờ ca nghệ sĩ để tiếp tục trên con đường mà nghệ thuật, rồi dĩ nhiên là cũng làm việc kinh tế, không quý vị. Mà thường thường á, nói thì các bạn nha, các bạn ghét ai á, các bạn không thích người nào á, mà các bạn biết người đó thích văn nghệ, các bạn xúi người làm bầu show đi. Nếu mà các bạn thù ghét người nào mà thù nặng á nha, chứ ghét sơ sơ thì đừng xúi người ta. Thí dụ mình ghét ai mình xúi người ta làm bầu show đi, trước sau gì cũng chết rồi. Các bạn không thấy bầu show ở Việt Nam không, mấy ông bầu show mà cải lương á dễ rã cánh lắm. Bầu show bên đây cũng cũng vậy nữa, tổ chức 10 show với gãy hết là 5 show 6 show rồi. Làm đủ thứ kim, mới là kim bán vé rồi kim làm poster rồi kim đi rước ca nghệ sĩ. Tại mình làm mình muốn tiết kiệm đó, mình phải làm đủ thứ chuyện hết, mình nhờ người ta thì mình phải trả tiền. Lúc đầu tiên mà tổ chức show á quý vị, thì mình nhờ sponsor, nhờ mấy người bảo trợ. Nhưng không lẽ người ta cứ bảo trợ hoài sao, cũng kỳ. Mà mặt mình cũng đâu có dày phải mời người ta hoài phải quý vị ha. Lâu lâu người ta ủng hộ mình lần hai lần thôi, đâu có mình tổ chức hàng tháng mà. Đó, thử ra người ta đâu có thể nào ủng hộ mình được như vậy hoài. Mặc dầu đôi lúc mình cũng cho vé người ta đi free nữa, mà ta cũng không có thời gian để đi nữa các bạn ơi. Lúc đầu tiên mở ra thì thành công lắm, nhưng mà mở thường á thì dễ gãy lắm. Thì đó là những cái kỷ niệm về mình quen biết với lại cố nghệ sĩ Ngọc Đáng. Có một cái nghệ sĩ cái gì? À, Bình Trang đó, Bình Trang mình nhớ rồi. Lúc đó có đi xuống với nghệ sĩ Bình Trang xuống đây nữa, mà hồi hồi nhỏ đó mình mê nghệ sĩ Bình Trang lắm. Như là nghệ sĩ Bình Trang đi cái đoàn Sài Gòn 3 của Thanh Trung Huệ, hồi lúc mình chưa đi ra ngoại đó, hồi lúc mình còn trẻ, mình còn nhớ là Bình Trang hát trước là Tình Ca Biên Giới do soạn giả Thanh Điền, nếu mà mình nhớ không lầm á nghe. Thì Sao Ly gì đó, đại khái là như vậy, tên của một cô gái Tây Nguyên là Sao Ly, Sao Ly gì đó. Thì Bình Trang đóng đóng hình như có 4 màn, đại khái là như vậy. Thì màn 1, màn 2 là Bình Trang đóng. Tại vì chị Bình Trang có giọng ca cao ngất à, và giọng rất khỏe, giống giống như Thanh Kim Huệ, giống như cố nghệ sĩ Thanh Huệ. Còn nữ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ thì dĩ nhiên là đóng phần 3, phần 4 là nghệ sĩ chính mà. Đại khái là Bình Trang, chị Bình Trang đóng phần 1, còn chị Thanh Kim Huệ là diễn phần 2, đó là diễn phần cuối. Hồi đó mình mê lắm, trước khi đi ra hải ngoại đâu có, là hồi đó entertainment cũng chẳng có cái gì chứ phải quý vị. Có mấy cái phim của Đức rồi của Hungary, giống như là trước khi mình đi mình còn nhớ là coi mấy bộ phim như là Trên Từng Cây Số, Những Đứa Con Của Gấu Mẹ Vĩ Đại, rồi phim của Pháp. Và lúc đó có một cái bộ phim mà cũng là một nhà văn Hitoria, cái nhà văn gì mình đọc không chính xác thì mình không đọc, Chiến Tranh Và Hòa Bình, hay hoặc là có một cái tựa khác là Những Kẻ Khốn Khổ. Nhiều lắm. Đại khái bây giờ cái mình kể hồi cái mình đi quá xa luôn, không còn trong cái phần nghệ sĩ nữa. Nói về vấn đề nghệ sĩ cải lương thì họ rất là dễ thương, về những cái vấn đề mà sau khi trình diễn rồi á thì ăn cháo khuya, ăn khuya rồi nói chuyện với nhau. Ở bên Mỹ này thường thường xong sau khi tổ chức như vậy á thì hay tập trung. Ca nhạc thì không có, ca nhạc thì họ về khách sạn mà thôi, ca sĩ trở về khách sạn mà thôi. Còn mà ca nghệ sĩ và cải lương á thì thường thường họ nhà của mình hoặc là nhà của một người bạn mà họ rất yêu chuộng môn giọng cổ, rồi cái họ tập trung về nhà của người bạn của mình.
ở rồi cái tất cả anh em nghệ sĩ đến đó, cái ăn cháo khuya rồi ăn uống rồi ca thêm vài ba câu nữa, rất là vui cho tới tận tới 3-4 giờ sáng rồi mới đi nghỉ. Ok, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ những câu chuyện đời thường của nghệ sĩ và những cái gì thắc mắc với cái số tiền mà tại sao hai người con của nghệ sĩ Ngọc Đáng chưa nhận được, và anh Philip Nam cũng như là nghệ sĩ Tuấn Châu đã trình bày với tất cả mọi người. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ những tin tức vừa rồi, và xin hẹn lại tất cả quý vị trong một video clip lần sau. Xin chào.